Dạ xin chào quý vị khán giả kênh Khương Dừa. Khương Dừa xin kính chúc quý bà con cô bác mình thật là nhiều sức khỏe nha. Mấy anh em Khương Dừa đi bắt cá về rồi bà con cô bác. Bây giờ những người phụ nữ trong xóm sẽ mần cá. Đó, có chị Quy, chị Út với lại chị Tám với lại chị Nguyệt cùng mần cá. Đó, đa số là cá sặc với được mấy cá lóc với được mấy con cá phi. À, hồi nãy chia cho mấy anh em cùng đi bắt người ít rồi để về mần chiều kho ăn, còn nhiêu đây gom mần chung lại rồi lát mần xong rồi ai lấy vài con này con gì đó rồi chiều về ai kho thì kho, ai chiên thì chiên đó. Làm giờ hôm qua cũng được luôn. Ừ, này bằm bờ bình vợ tròn nấu cả. Làm giờ tròn giờ hôm qua cũng được luôn nha. Làm khu qua luôn ha. Thế này bằm chiều qua ngon. Thêm miếng là thịt có mỡ mỡ có nằm chả ngon. Như vậy thì chả ngon. Rồi đằng kia thì mần cá, đằng đây thì nhóm lửa để chuẩn bị chiên con cá tai tượng mà bắt 4 tiếng đồng hồ rồi bà con cô bác. Đó. Lộn tiếng đồng hồ à, đi nguyên buổi sáng. Này nó cân nhiêu ký ta? 2 ký mấy còn 3 ký hả? Sợ gió. Rồi, rồi chưa? À, bỏ vô chiên anh. Dạ khoan khoan. Rồi chưa mở máy chưa? Xong rồi. Xong rồi đó. Chào khán giả. Hôm nay anh em mình ở phòng Khương mới mò bắt được con cá. Mình chiên xù á Khương ha. Để chiên xù. Chiên cái thao nè, rút kinh nghiệm mà nay có đầu bếp yên tâm rồi. Nó khô đi rồi mình chế dầu vô Khương. Lấy cái thao, hy sinh cái thao luôn cho nó bự á. Cho mình rộng rãi để chiên cho nó dễ. Bữa em với thằng Phong chiên nó bị rớt giải rồi, không có chảnh. Rồi chế vô đây anh. Chế rồi. 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 Nhiều luôn thôi. Rồi đổ hết luôn đi. Tốn dầu quá ha. Được chưa anh? Hết luôn hả? À? Rồi năm nó dầu luôn á. Cho nó sâu chứ ha. Cho nó tim lên đi. Mình lấy tim lên rồi hôm nay cá vô. Cá tai tượng chiên xù. Chiên xù của Minh Đán. Cá sớm cùng ăn luôn. Được rồi. Còn hàng đủ không ta? Đủ rồi, đủ sức rồi. Ba ký ba ký mấy rồi. Không đủ mình bỏ cá lóc mình chiên luôn. Bữa nay không biết sao mà Khương Dừa cũng bữa giờ Khương Dừa cũng đi làm. Bữa nay đuối đuối quá nên nghỉ ở nhà. Gặp mấy anh em sống trọ ai cũng ở thông chân. Bữa nay con tôm nó cũng không đi giao hàng nữa. Còn anh Quy cũng không có mần nữa. Tâm bữa nay cũng không sửa xe luôn. Thôi lâu lâu gom sớm lại nấu nướng rồi cho nó vui. Mần rồi lại còn nhớ ha. Anh là ruột muối dữ lắm á. Khô quá là bỏ vô đây nó mới hết. Nguyên con cá khổng lồ. Đây vô cận nè, đó. Rồi nghỉ vô đây nè, đó bỏ vô đây. Wow. Hình như vẫn ít dầu á này. Ờ thì đó bởi vậy anh ơi. Chưa ngon. Cho nổi cá được rồi. Rồi cho thấy cho cá luôn. Đổ hết luôn bởi vậy anh mới nói là đổ hết luôn. Con cá luôn. Nhưng mà nó gã thôi. À. Để nó ấy, nó không có cái nó về. Đó. Tính ra mua đường dầu còn tốn đường cá ăn. Đường dầu bắt. À. Mà nướng thì nó không chín, cái này chỉ có nước chiên xù thôi à. Hoặc là nấu cháo. Rồi bữa trưa này chiên xù thì nó ngon. Thua cái này giống như thua cái này bày câu khác vậy. Bữa chiên ở dưới quê chiên cá nó ăn thì ngon mà nó nhìn nó hấp dẫn. Hôm nay có anh Tâm rồi con cá nó hấp dẫn hơn không nha. Bữa nghe lời con tôm á dưới nước lên dưới dầu lên cái dãy tụt vậy chóc lên nó xúc ra luôn. Đúng rồi bà con có bán chiều đựng nước dưới vậy. Cái thứ hai là bỏ muối luôn. Rồi muối cũng không được nữa anh, chỉ là bây giờ đổ dầu đáng lẽ mà dầu mình cũng có tầm hình đổ từ ngập con cá luôn.
giống như mình chọn chọn nguyên một con cá cẩm lọt con dầu luôn đó, biết không? Để nó nằm ở dưới để cho nó cái giải nó bông 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 lên. Trời ơi nó bự ra rồi con bác. Cái này anh Tèo là người bị nó tán vô mặt hai cái. Anh Tèo là người đầu tiên mà gặp nó luôn, cho nên cuối cùng là anh Tèo là người bắt chính nó. Tôi vừa gặp nó cũng 3 lần luôn mà bắt không dính. Mà cái này không dính được, có lưới được chụp thì chứ vô phương. Mình tay không thì vô phương luôn á. Là cũng may là cái cuối là nó mệt á. Cái nó dạt vô bờ cái là nó lờ cái mấy con hớp mất rồi. Cũng hên có cái rổ á, chứ không có cái rổ cũng thua nha. Mà cá tái tưởng này đi ra mua ngoài thì đâu có nhiêu đâu bà con bác. Giờ nó cũng đã rề à. Chừng trăm mấy ngàn ký không được, cũng 80 ngàn ký. Vô chợ đồ mối chừng 80 ngàn ký. 80 ngàn ký rồi. Dạ, nhưng mà cái cảm giác mà mình bắt á, mình bắt được cái mình thích. Bắt được cá bự mình thích, mình ăn nó ngon hơn. Chứ là nói gì nói của cá này nó cũng ngon hơn cá người ta nuôi. Cá này cá tự nhiên. Ngon ha, cá mình chiên xíu là nó vàng ha. Ồ. Nhìn hấp dẫn rồi bà con cô bác ạ. À. Anh Tâm anh chỉ chế vô cái đầu thôi cho cái đầu nó chín. Còn ông Tâm thì ông Phong thì ông chế một cái mình luôn, cái dãy bong bong lên nhìn khoái. Dạ nó trôi rất dãy ra chứ. Rồi mà công nhận chiên cái này tốn dầu quá. 5-6 lít dầu. Thiệt, 6 lít dầu á. Mà chưa ngập cá nữa, ngoài nhà hàng ta cũng phải chiên vậy phải không? Ờ, người ta chiên hết cá không à. Tại chiên... người ta làm số nhiều á, biết không? Dạ, người ta chiên hết con cá này thì tới con cá kia. Mình có con một. Phải đi ra kiếm thiên chiên chứ. Rồi chắc ra nếu mà nhà hàng thì ta không ai làm cá cả này đâu. Dạ. Lấy mấy cá phi chiên luôn. Ăn luôn là đủ không? Cá phi chiên bỏ vô chiên luôn. Nhà này giống như chè sôi nước với chè lúng chủng vậy. Con chiên ăn liền không? Bỏ ở đây chiên mà có dầu nhiều nè. Ốp đi hồi chiên để hồi. Chiên khỏi luôn. Ngon quá. Chiên giòn. Đói bụng rồi đó, 12 giờ trưa rồi mà chưa ai ăn cơm nước gì, chờ con cá nào bà con cô bác. Ôi vàng ngon quá bà con cô bác ơi. Bây giờ mình cá bự quá mà mình chở Hương ơi. Trở qua lâu chín thiệt đó, nãy giờ cả tiếng đồng hồ luôn rồi mà cô chú anh chị. Wow. Ôi chất lượng ha. Sao mà để được cái đuôi xuống nè. Để gì để gì nó gãy anh. Ờ thì bởi vậy mình sao mình kéo cho cái đuôi nó xuống làm cho nó vàng cái đuôi nè. Vàng ghê thiệt chứ. Còn dầu này nhiều quá mình không biết làm gì. Dầu mình đổ vô chai lại, để hồi ngủ mình đổ vô chai lại. Múc chiên tiếp. Múc cái mình chiên tiếp. Đây là múc mình gà số mỡ. Quá ngon. Này giờ... cá của em ơi, con ấy chung nó xin chổng ăn trước rồi. Rồi giờ cái này mang ra cái là cuốn bánh tráng nè bà con quá. Rồi mình bắt nồi đẩu luôn thôi ha. Dạ thôi chiều đi anh. Dạ. Ngon quá, Tâm làm khéo thiệt. Phở có khác. Bữa mình làm nó không có nó rớt dãy vậy thôi mà con, này để nguyên con lên luôn nè. Ôi hấp dẫn quá bà con cô bác ơi. Rồi chính này. Mình vớt dao phong ơi. Rồi. Thấy cái giá đó kìa. Em nó không rớt da giống mình. Giòn hơn bữa mình gỡ gấp quá. 1 2 3 vô cái bẹt đính đỡ nha. Wow. Ôi, cái này trang trí nên là cho nó có hoa rồi ha, củ cải rồi ha. Củ cải đỏ rồi ha. Đây. Đói bụng quá bà con cô bác ơi, bây giờ là gần 2 giờ chiều rồi mà đợi con cá chiên cho nó chín rồi, giờ nó mới chín nè.
hấp dẫn chưa, quá trời quá đã luôn, ngon quá bà con cô bác ơi ạ. Rồi giờ mời bà con cô bác vô không, trang trí vô một hai cây bông hoa cho nó đẹp đẹp chút ha. Đó, này thường thường ta rắc đậu phộng nữa không, đậu phộng nữa với hành phi. Dạ rồi thôi vậy dùng, mời bà con cô bác dùng bữa trưa nha. Bữa trưa nha. Dạ bà con cô bác thân mến, hồi nãy giờ anh Tâm chiên con cá chưa này khoảng một tiếng rưỡi luôn rồi á, giờ là 2 giờ chiều rồi. À, bây giờ chỉ còn có Khương Dừa với Phong Tôm với cậu Tư với nãy là đi bắt cá, anh Tâm thì nãy giờ với anh Quy nãy giờ phụ mừng cá với chiên cá, còn mấy ông kia thì xách mớ cá về kho khô ăn luôn rồi không ai chờ nổi hết trơn á, chỉ có Khương Dừa lấy chờ nổi thôi. Bây giờ xin mời bà con cô bác dùng bữa trưa với cái món làm cá tai tượng chiên xù ha. Anh Tâm chiên nhìn nó nguyên con nhìn đảo ha, con này nó bự bị tụt thịt như hổm á, kêu tụt tụt ấy thôi dùng mấy mấy dạ. Mời mời các anh em ha, mời bà cô chú. Rồi mày gấp ra bỏ vô mày rau thôi. Bún thôi chứ ăn gì nữa. Dĩa rau cũng hấp dẫn ha. Rồi cái này là nước chấm rồi là bé Mai làm đó, hấp dẫn cho bà con cô bác. Đó cho xin miếng cá nha. Nãy em lấy cái sao Thái Lan không dập cá nè. Thôi anh dĩa luôn đi, dĩa được rồi. Mấy anh em mình không đúng lắm đúng không? Dạ. Tại vì cá này cá thiên nhiên chung là cá nuôi. Tức cứng mình tay, mình cứng mình tay. Ôi nó giòn ghê. Đó. Wow. Sáng anh Tèo là người phát hiện cái này nè. Anh bị tán vô mặt hai cái. Anh bay qua nó chém ảnh cái. Anh cũng là người bắt được mà người cuối cùng anh không trốn rồi còn kiếm tao, tao tán cho hai phát. Cuối cùng cũng ảnh bắt luôn. Ừ. Sao nó có con ha? Thì còn dưới gắp cho anh miếng luôn thôi. Nhảy còn bên cái ao bự á. Thầy thuốc, anh. Ngon quá. Cái tái luôn mà cũng bạn. Còn không tôm cái giò của nó là cái để cuốn. Cái quần nó gắt là do nó ăn nó cuốn vậy chứ gắt cái quần. Anh biết. À anh yêu. Hồi sáng á. Nãy em Khương Dừa, anh em Khương Dừa tính vô chậm á, bắt ít nóc nướng ăn tại chỗ thôi là vui rồi, mà cuối cùng thả cái tay lưới cá quá trời quá đất biết rồi bỏ ốc không bắt luôn, mà cá bắt cũng không nổi luôn. Rồi tính là tính bắt xong là ở lại hái ổi để chiều về bán, hái xong cái bắt xong cái trưa trắng luôn xíu Khương Dừa. Dạ chưa, xíu mình vô chậm mình hái ổi lại chiều ngồi bán chơi. Bà cô chú dùng ra. Ừ. Thôi có cuốn ăn dữ thần nữa. Cắn vậy mới ngon chứ. Đó. Quá ngon. Cá đồng ngon thật chứ. Cá thiên nhiên luôn. Không có mỡ gì luôn. Ngon anh. Đó hộp ăn cá nè, tập ăn cá đi. Nó mình cá có xương thì cá này nó khoáng à. Mày là nước mắm cũng ngon. Cá nhỏ hả? Mày ông ăn cơm xong hết rồi. Không ai ăn hết trơn, giờ ngồi khát nước, ngồi quýnh bài uống nước. Rảnh gọi mình vô trọng mình kéo nãy nữa ha. Đúng rồi, nó chặt. Nó có chặt. Chiên ăn đúng rồi. Nó chặt chiên ngon. Ngộ ha, con người mình cuốn mình chiên phải gắng cố gắng chiên cho nó đẹp. Cuối cùng mình cũng xẻ ra tùm lum chứ. Đó, cuốn vô. Dữ hả? Đó. Làm một cuốn bự bự cho nó hấp dẫn.
anh. Mời anh. Thôi thôi cảm ơn à. Cảm ơn. Nhớ vụ anh không? Con Nguyệt nó gấp cho cái đuôi cho anh. À. Không gấp đuôi đi vòng vòng. Không, cái đuôi này chắc không đến nổi lại vì bị giòn. Nó giòn rồi. Nó giòn rồi. Đuôi này trừ khi mà sướng sáng mình nút trọng á thì này, đuôi này ngon rồi. Cá này, chung cá này thịt nó lớn lắm. Nó xương nó lớn. Ừ. Cá xương lớn vậy em ăn được. Sao nát không? Để ra cho thằng cuốn. Ăn gì mốt thèm thì đâu có là ăn nữa trời. Mấy cái kỳ này ngon lắm, mấy cái kỳ này. Này mình vô chậm mình thả nó hả? Chắc cũng mấy năm hả vậy? Mùa thả nó. Cá này lâu lắm à? 3-4 năm nữa. Không, cá này 3-4 năm cũng chưa đâu, cá này còn 4-5 năm đổ lên. Kỳ đó 3-4 năm. Cá này nó lớn, lâu lớn lắm. Nhớ kỳ là 8 không, nó bắt không? Nó còn chảy á. Giờ vô thả cho 100 con ha, cho tự lớn. Thả cái ao này nè, lại tính bắt thả ao này không? Ừ. Chứng em bị bắt ao này nó cao đó thả còn hoài không ăn. Ao này chịu không nổi cá chê. Quá vậy. Mấy cái mới hai cái mày đưa tao có bài miếng bánh chán rồi. Cái này cái thứ hai nha. Gấp đi, gấp đi. Nên nó dẻ thịt đó. Cái đầu nó. Ôi nhìn cái hàm răng nó thấy ghê hả? Cái này muốn ngán cũng hơi thoáng ngán rồi. Nó mỏ không? Cái thịt nó ngon quá ngon. Nãy ngồi trên bờ mà tự nhiên nó nổi kế bên á. Nhìn thấy ghê lắm, giật mình luôn. Bự. Có bự thì quá. Con bè làm như con cá. Đúng rồi, nó ra mình bầm nó mệt đó. Đúng không? Bầm nó mệt. Cá nhỏ là mình quần nó mệt trước mình nè. Bữa nay là mình mệt trước nó luôn. Trời, trời ơi trời. Bự vậy. Người sao em bỏ bún. Được không? Ừ, có xoài rồi nữa ha. Cảm ơn anh nha. Trời tâm. Trời luôn. Xoài ở thế hoặc là chú chát rồi. Múc con cua, múc con cua và cua gạch đó. Cái đó mày cuốn hành hình vuông luôn chứ mày cuốn hình tròn sao được. Gấp cho anh nhiều miếng này. Nó phải nấu thêm hai cái bánh chát nữa mới cuốn á. Tình nghĩa quý ha. Bỏ xương cộng lấy lại giùm em ăn. Cẩn thận nha anh. Chứ có gì chiếc này mình chạy thẳng đi luôn nha, chứ mình không có mà đừng đi vòng vòng nữa. Không có đi vòng vòng nữa nghe. Biết chỗ phải không? Em biết chỗ rồi đó, em đi em lại em gành em để ý lắm luôn á. Trời ơi, cái như mà cảm ơn nhiều nhiều. Da heo nữa không? À, giòn như da heo luôn. Sướng luôn anh Quý. Cái này mệt quá. Cái da cá nè các bạn. Anh lịch da heo luôn. Chứ hồi nãy mình làm ở chổng mình ăn ngon hơn, thú vị hơn. Chổng mệt quá nhưng lại nắng quá, không có chỗ để mình trú. Được anh, được anh. Dạ, cảm ơn anh. Tính ra ở thành phố cũng dễ sống rồi bộ. Không có gì ăn vô bắt con cá là tự về. Lưu xù. Cô Minh Trang. Anh không chỉ vô thành phố ở đâu có cái ao không vậy. Dạ, hết ao à. Giòn quá trời giòn. Chiều sáng về tới Long An luôn chứ bộ. Qua tới Long An mới có hả? Ừ. Chứ tại mình thích cảm giác mình bắt á. Nên ăn chứ này ra chợ mua thiếu gì, kêu Phong mua. Đặt mua có. Mua cá đem về không cứ ăn có chiên sẵn cho mình luôn. Ừ. Ăn vậy không thú vị. La quá mình kêu cái có rồi. Cái đó mình bận biểu á. Tối nay mình có thời gian. Đi bắt về mình làm. Bắt ốc một cua rồi. Nổi rồi. Công anh bắt cá nuôi cò à? Không, nó nói sống lại cái thời cực khổ cho quen, hỏi vợ giàu chưa, vẫn còn chưa giàu, vẫn còn nghèo. Mình ngồi cứu mà bắt con bé Mai nó quay, hồi chảy nó nuôi không hả? Bé Mai nó ăn trước rồi. Anh chưa là đứa con. Đã quá trời, con cá tôi Mai ăn cũng đã, ơi đã ha. Anh muốn ngon luôn mà. Dạ rồi thôi giới thiệu ông bà cô chú một xíu bữa trưa của mấy anh em xóm chợ Phương Dừa. Món cá tai tượng chiên xù do anh Tâm làm. Đó, còn người đi bắt người lên chương trình là Phương Dừa, bắt là có con tôm. Có nữa, có anh Tèo, có anh Tam nữa.
mà các anh về nhà dùng cơm hết rồi cho nên không có dùng. À, cũng gọi từng anh mừng anh hết rồi. Dạ. Mấy anh kêu thôi ăn đi, mấy anh về mấy anh chia mấy con cá rô phi á. Mấy anh ăn cơm nó ngon hơn nữa. Dạ, chiều ăn tôm món đó ngon à. Thôi kính chúc quý bà cô chú mình thật nhiều sức khỏe nha. Hẹn gặp lại quý bà cô bác trong một video clip tiếp theo. Bye bye. Chào con gái.